Bắc Bộ, Trung Bộ đang trong cao điểm nắng nóng và dự báo sẽ còn tiếp diễn trong ngày mai. Dự báo nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Bắc Bộ phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ, từ 12 đến 16 giờ. Khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 đến 17 giờ. Ngày 20 tháng 7, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ kết thúc. Ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn xảy ra cục bộ. Pháp dự kiến sẽ ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong ngày hôm nay trong bối cảnh nắng nóng trải rộng trên khắp cả nước. Các nhà khí tượng học cảnh báo nhiệt độ ở vùng Aquitaine Tây Nam nước này có thể lên tới 42 độ C. Vùng Brittany, khu vực vừa trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất có thể ghi nhận nhiệt độ lên tới 40 độ C, mức cao kỷ lục đối với khu vực này. Các nhà khoa học cho biết nguyên nhân trực tiếp dẫn tới hiện tượng thời tiết cực đoan này ngày một tăng là do lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính tăng cao khiến trái đất nóng lên. Nhiệt độ tăng kéo theo nhiều vụ cháy rừng xảy ra tại Pháp và nhiều nước, buộc nông dân phải làm việc ban đêm để giảm thiểu nguy cơ các thiết bị thu hoạch có thể bắt lửa, thiêu hủy mùa màng.